Hello mọi người, ngày hôm nay IPF sẽ làm clip chiên bánh cuốn tôm mọi người nha. Mình mua được bánh cuốn tôm một đi thôi. Nếu mà mình mua nhiều á, mọi người sợ ăn không hết mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị chiên bánh cuốn tôm. Lâu lắm rồi mình chưa ăn mọi người ha. Mình mua được một đi thôi, nếu mà mình mua thì sợ ăn không hết được. Tại vì gia đình của Pep thì ba đứa thôi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ quay camera sau hả? Vợ đang đốt lửa đằng sau của Pep mọi người nhé. Mình chuẩn bị chiên bánh phồng tôm. Còn đây là dưa ăn thì cũng rất là to nha mọi người. Đấy. Còn đây là hai chai nước ngọt C2 hả? Đó mọi người, C2 mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ quay cầm sao để mọi người cùng xem mọi người nhé. Lại thêm một cạch nữa để đủ ba cạch chuẩn bị chiên chiên bánh con tôm. Okay. Con của bếp nghịch quá mọi người, đi lang thang kìa, quay đi đó, thấy chưa, cứ đi lang thang chắc thấy hoa hoa đỏ đỏ gì đó mọi người nhé. Hoa đó người ta ngâm ngâm uống nước nha mọi người. Hoa đó thì mình uống thì chua chua hơn tí mọi người nha. Thôi, bây giờ mình sẽ lấy gì ta? Lấy đua hả? Lấy đua nha mọi người nha. Đây, qua đây. Vô lấy đua. Đua chỗ nào ta? Tại vì chỗ đây đua đua thì giờ hết luôn. Hôm bữa thì mình nướng món heo á mọi người ạ. Món heo đây một tuần rồi. Cái đùa này thì cũng được chặt chẽ lắm. Bây giờ mình sẽ lấy rua rồi mình chuẩn bị chiên bánh phồng tôm mà bỏ chỗ trong rua đây mọi người nhá. Đấy. Nhà cũng rất là bẩn quá mọi người, không được đẹp lắm. Lâu lắm rồi chưa được ăn bánh phồng tôm mọi người. Qua đây, con ơi, qua đây, chú chiên bánh phồng tôm đây. Chào ơi, ủa đây chú chiên bánh phồng tôm. Đây, mọi người nhìn như này thôi, nếu mà mình chiên ra thì chắc nhiều lắm mọi người, mình ăn không hết được. Nếu mà mình ăn nhiều, mình phải mua 2 bi, tại vì mình mua được một bi thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đổ nước dưa ăn, chuẩn bị chiên bánh phồng tôm. Đây là chiên giòn gan gan ngon lắm mọi người. Đây dưa ăn đây chỗ mình bán thì mình không biết mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ dưa ăn cho mọi người nhé. Đủ chưa? Được kìa, mình không biết như nào mọi người, như hay ít á, mình tại vì mình chưa chưa chiên bánh phồng tôm mọi người, tại vì mình chưa chưa biết nha mọi người nhé. Đổ thêm ít nhé. Rồi ý là mình đổ ít thì sợ sợ bị khét á. Con ơi, con cứ đợi ngồi ở đây tí nè chú, chiên chiên bánh này, chiên bánh phồng tôm chiên ở chỗ nuôi này. Khi nào ra bánh á chú phải cho cháu ăn được không? Đây quay đi để thấy cho mọi người thấy. Thôi bây giờ mình sẽ lấy bánh chuẩn bị chiên thôi. Quay cầm đi, cần mọi người xem đấy chưa mọi người nhé, chưa ra được bên. Tại vì giờ ăn chưa chưa nóng.
Rồi. Sao vậy? Chưa ra banh à? Thế chưa một ngày đó. Nó tới. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy bỏ đây nha mọi người. Tụi ta thế cái đứa em bọn nữa. Tụi ta cái đứa ta nữa. Tụi ta. Nhịp quá. Em bọn ta nữa. Tụi ta 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 nhạc. Nhất nhất là cái pháp bình. Đủ xoay bụi. Dạ thôi. Nè. Quay cần tí. Chỗ này bộ thấu hà đấy. Cái bể nuôi này mọi người mình kiến cũng được con to nhá mọi người nhá. Đây to rồi mọi người. Thế chị đó 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 đó, đó. Quá to rồi đây, đây mọi người. Đây. Đây to rồi. Quá to luôn. Đây. À. Bỏ hạ. Ê, cái quay thọng này này. Bỏ hạ. À, như này lâu quá. Ra mình ý là mình chiến như này mọi người, tại vì nuôi đây nhỏ quá mình chiến cũng rất là lâu nhé mọi người nhé. Nếu mà có nuôi nuôi to mình chiến thì nhanh hơn tí mọi người. Đây là bên rồi mọi người đấy, thấy chưa? Đây đấy như này là to thế chưa, không được to lắm mọi người. Đây 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 sắp to rồi đấy. Ở đây này anh ạ. Ra bên rồi mọi người, ra bên bên con tôm. Mình thấy người ta chiến mọi người, tại vì không phải nuôi như này. Đây là nuôi mình đang nấu cơm với nấu món đồ ăn thôi mọi người nhá. Tại vì mình không không có nuôi á, mình cứ chiến nuôi để thôi. Đây đây qua đây ngoan đây cháu ơi, nhìn 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 camera kìa, nghịch quá đó. Cụ 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 hả anh mệt tha bình đó mọi người nhá. Ngày hôm nay IFF đang chiến bánh bằng tôm mọi người, còn chỗ phong bi đây mọi người còn nhiều lắm đó. Nếu mà mình mua mua hai bi á mọi người, mình ăn không hết được. Như là mình mua một bi thôi, mình mua hai bi mình sợ ăn không hết nha mọi người nhé. Tại vì nuôi đây mình chiến bên con tôm cũng rất là khó nha mọi người.
Đây, ngày hôm nay 6 giờ rồi, gần sắp tối một ngày. Mình mới về đi 2K quay clip để mọi người cùng xem mọi người nhé. Bệnh của tôi cũng nhiều rồi mọi người. Đấy. Con quỷ Pep không cho Pep lấy bệnh trong ruồi rồi mọi người. Sắp nhiều rồi. Nhiều rồi mà. Đây đủ rồi. Đây còn ít. Chỗ con Vi còn còn ít một người. Đấy. Đây mình kiếm đây đủ rồi. Ngày hôm nay cần 6 giờ sắp tối rồi mọi người. Mình chưa được rắp nước ấy mọi người nhé. Mình quay xong chuẩn bị rắp rửa thôi. Tại vì mình cũng mới về 2K mọi người. Ô to, to quá. Là to. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn bánh phổ tôm hai vợ chồng đằng chiên phổ tôm nha mọi người nhé. Mình ăn ở chỗ lưa đây mọi người. Tại vì ngày hôm nay cũng rất là lạnh nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ camera đây chuẩn bị ăn bánh phổ tôm. Ăn cùng với con, cùng với vợ nhé mọi người. Hello mọi người. Ngày hôm nay hai vợ chồng của Pep đang chiên bánh phổ tôm chiên hết rồi mọi người nhé. Thôi bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn thôi. Ngày hôm nay 6 giờ cần bây giờ rồi, mình ăn xong thì chuẩn bị đi ấm nước mọi người nhé. Thôi, ăn đi. Đây, thôi chưa đó, thôi chưa mọi người. Rất là to luôn. Cần tối rồi mình cũng quay video mọi người. Ba mẹ đâu? Đây. Mới á. Quá ngon mọi người. Tại vì cùng lâu lắm rồi mình chưa ăn được bánh như này nha mọi người. Nếu mà mình mua chỗ nhà bán bánh như này mọi người. Một bi 5.000 gì đó mọi người. Đúng không? Chú mẹ. Hôm nay cùng 7 giờ 6 giờ 6 giờ mới rồi. Vẫn chưa hết video mọi người. Tại vì mình mới về 2K về 4 giờ mà mình cũng kịp và quay video sớm. Việc của Pep cũng rất là nhiều mọi người. Tại vì mua đây á mọi người, mua 2K. Tọc à. Tọc à. Tao mất tọc. Đây có nhiều mọi người. Đây rồi. Ăn cũng hết được mọi người nhé. Nếu mà mình mua hai bi chắc nhiều lắm, đầy rùa luôn. Chắc ăn không hết được. Đây là một bi thôi. Không ngon kìa đâu. Lần đây mình quay video cũng rất là tối mọi người. Ngày nào mình quay thì quay sớm mọi người nhé. Tại vì mình nhiều công việc như này không kịp quay video lắm mọi người. Mình chỉ ăn hai ba cái nhưng mà no rồi, quá no rồi mọi người. Chắc mình về không ăn cơm nữa. Đó. Đúng rồi, mọi quá không?
Hello mọi người, ngày hôm nay mình ăn bánh bao tôm không được hết mọi người nhá, tại vì mình chiến cùng một đi thôi, cũng rất là nhiều. Hiện tại ngày hôm nay 6 giờ gần 7 giờ rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay không có gì hay cả. Tại vì mình quay video ngày hôm nay muộn quá mọi người. Mới về 2K ý là không kịp đó mọi người. Nhưng mà mình quay vào buổi sáng mình đi 2K thì không được kịp mọi người. Mình đi làm giúp lại người ta mọi người. Người ta giúp mình thì mình phải giúp lại người ta. Nếu mà mình không giúp lại người ta thì sợ người ta nói la mình nha mọi người. Chạy nhau mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người cũng thấy video hữu ích, nhớ đăng ký kênh để Pepper có động lực ra video sớm hơn mọi người nhé. Bye bye.